sen một nở tại Linh Sơn Sen hai nở ở Yên Sơn nước rồng Sen ba nở chùa Thiền Tông Ở tại đất rồng của tỉnh Long An ban giải đáp về pháp môn thiền tông của chùa Thiền Tông Tân Diệu. Tôi tên là Nguyễn Thị Trường Giang, cư ngụ ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Vừa qua, tôi thấy trên mạng có nhiều người đặt câu hỏi với ban giải đáp của chùa Thiền Tông Tân Diệu về pháp môn đạo vật khoa học vật lý thiền tông Việt Nam. Nay tôi có 16 câu hỏi, nhờ ban giải đáp chùa Thiền Tông Tân Diệu giải đáp. Để cho tôi và mọi người hiểu rõ hơn về Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam ạ. À. Xin mời chị đặt câu hỏi. Vâng, tôi xin hỏi câu số 1. Xin ban giải đáp giải thích giúp tôi câu, ngu mới tu thành Phật, vậy muốn thành Phật phải làm sao? Tôi là Thiền gia Anh Tuấn, thành viên ban giải đáp của Chùa Thiền Tông Tân Diệu. Xin giải đáp câu hỏi số 1 của chị Nguyễn Thị Trường Giang, cư ngụ ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Câu này là do vị tổ thiền tông đời thứ 21 khi ngộ đạo tổ đã thốt lên rằng Tôi ngu mới tu thành Phật. Khi tổ ngộ đạo thì tổ có giải thích như sau Ai ai cũng có kim thân Phật siêu nhỏ ở trong thân mình gọi là tánh Phật. Muốn cho kim thân Phật siêu nhỏ trong thân mình lớn lên thì tìm hạt công đức mà ăn, mang trở về Phật giới ăn. Thì kim thân Phật siêu nhỏ trong thân mình sẽ lớn lên thành một kim thân Phật lớn. Người tu theo đạo Phật mà không biết nguyên lý này ngồi tu để thành Phật thì người này là gọi là quá ngu. Vì vậy, khi tổ Thiền tông đời thứ 21 Ngộ Thiền tổ mới nói lên câu tôi ngu mới tu thành Phật. Xin mời chị Trường Giang hỏi tiếp. Vâng, tôi xin hỏi câu thứ hai. Tôi thấy chùa nào cũng treo bốn chữ giác ngộ và giải thoát, vậy cho tôi xin hỏi sáu ý như sau. Ý thứ nhất, giác ngộ là giác cái gì? Ý thứ hai, giải thoát để đi về đâu? Ý thứ ba, nghiệp phước đức dương là gì? Ý thứ tư, nghiệp phước đức âm là sao? Ý thứ năm, nghiệp ác đức sau khi chết đi về đâu? Ý thứ sáu, tu theo đạo Phật muốn hết luân hồi phải tu như thế nào? Xin cảm ơn ban giải đáp chùa Thiền Tông Tân Diệu rất nhiều ạ. À. Câu hỏi thứ hai của chị thì có tới 6 ý. Tôi trả lời ý thứ nhất Um, hai chữ giác ngộ có nghĩa là hiểu biết, hiểu biết toàn diện trong càn khôn vũ trụ này, dù là hữu hình hay vô hình. Đặc biệt là phải hiểu hết các đạo ở trong trái đất này. Còn chữ ý thứ hai là chữ giải thoát, giải thoát có nghĩa là giải dụa để thoát ra ngoài sức hút của trái đất và các nước trời để trở về Phật giới sống gọi là giải thoát. Ý thứ ba đó là nghiệp phước đức dương nghiệp phước đức dương là nghiệp sống ở trong tam giới tức sống trên các nước các nước trời ý thứ tư là nghiệp phước đức âm nghiệp phước đức âm là nghiệp làm người giàu sang ở trái đất này còn ý thứ năm gọi là nghiệp ác đức thì sau khi chết sẽ đi hai nơi à, cái thứ nhất là đi làm loài hoa báo là khi mang thân người không chịu tu giải thoát mà lợi dụng đạo để kiếm tiền còn cái phần thứ hai phải vào địa ngục sống do bởi vì chỉ muốn kiếm tiền không chịu tu giải thoát lại lợi dụng đạo để truyền bá chuyện hiển linh còn cái ý thứ sáu người tu theo đạo phật muốn hết luân hồi thì chỉ cần tìm hạt công đức để ăn sau khi chết sẽ được ban thần thánh tiên hành lễ tiễn trở về phật giới sống thì không còn luân hồi nữa xin mời chị hỏi tiếp vâng tôi xin cảm ơn tôi xin hỏi câu thứ ba, đạo phật do đức phật thích ca mâu ni lập ra, ngài có nêu rõ trong buổi lễ tuyên bố thành lập đạo phật rất rõ ràng, thuận lý, vậy cho tôi hỏi hai ý, ý thứ nhất, các đạo khác sao tôi không thấy có buổi lễ tuyên bố thành đạo như đạo phật, ý thứ hai, tại sao đạo khác lại thiếu sót như vậy ạ, à? xin ban giải đáp trả lời giúp tôi, tôi xin cảm ơn xin giải đáp câu hỏi số 3 của chị Trường Giang. Ý thứ nhất, đạo nào mà tổ chức đúng thì mới có buổi lễ tuyên bố thành lập đạo. Còn ý thứ hai, đạo nào mà không có tổ chức đúng thì không có buổi lễ thành lập đạo. Xin mời chị hỏi tiếp. Vâng, tôi xin hỏi câu thứ tư. Tôi đi tầm đạo và đi chùa nhiều nơi. Sao tôi chỉ thấy duy nhất tại chùa Thiền Tông Tân Diệu có dòng chữ cho hỏi tự do về đạo Phật dù hữu hình hay vô hình. Cứ sao các chùa khác, các sư trụ trì lại không dám để câu này. Vậy chúng tôi muốn biết chùa hay đạo nào đó đang truyền đạo đúng hay sai, thì phải làm sao ạ? À? Tôi là Thiền Giang Tuấn, thành viên ban giải đáp của chùa Thiền Tông Tân Diệu xin giải đáp câu hỏi số 4 của chị Nguyễn Thị Trường Giang. Thắc mắc này, chị nên hỏi chùa nào mà chị đến? Chớ ban quản trị Chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi làm sao trả lời thay thế các chùa đó được. Chúng tôi xin không trả lời câu hỏi này của chị. Xin mời chị hỏi câu hỏi tiếp theo. Vâng, tôi xin hỏi câu thứ 5. Xin giải thích giúp tôi tổ chức ở dưới địa ngục như thế nào ạ? À? Vậy còn tổ chức của các vị Phật, Trời, Thần, Thánh, Tiên như thế nào ạ? À? Xin ban giải đáp giải thích cho tôi được rõ thông ạ. À? Tôi là Thiền gia Anh Tuấn. Thành viên ban giải đáp của Chùa Thiền Tông Tân Diệu xin giải đáp câu hỏi số 5 của chị Trường Giang. Địa ngục thì có 18 tầng. Địa ngục là nơi giam giữ các chung ấm thân của con người tạo nghiệp, ác nghiệp mà ra. À, ví dụ như Đạo Phật là Đạo Giác Ngộ và Giải Thoát. Nếu mà người hành theo Đạo Phật mà là tổ chức người khác với mục đích là để kiếm tiền nên bị ác nghiệp phải xuống địa ngục. Nặng nhất là tầng địa ngục thứ 18 còn nhẹ nhất là tầng địa ngục thứ nhất. còn tổ chức của phật trời thần thánh tiên thì tổ chức như sau. À, tổ chức của phật giới thì có ba nơi và có một danh gọi như sau. một tiểu thiên phật giới thì có một ngàn vùng phật giới. một tiểu thiên phật giới sẽ do bốn vị phật oai âm dương phụ trách và điều hành các bang. mỗi một trung thiên phật giới sẽ do bốn vị Phật oai âm dương phụ trách và điều hành các bang. Mỗi một đại thiên Phật giới sẽ do bốn vị Phật oai âm dương phụ trách và điều hành các bang. Mà trong Phật giới thì có hàng hà sa số tổ chức ba cấp như vậy. Ý thứ hai là tổ chức của trời. Trời gọi là tam giới cũng có ba vùng và có danh gọi như sau. Cõi trời dục giới thì có 11 hành tinh. Mỗi hành tinh như vậy do một vị chúa trời quản lý và lập ra các bang. Mỗi bang có nhiệm vụ riêng của họ. Cõi trời hữu sắc thì có 17 hành tinh chia ra làm hai vùng. Vùng thứ nhất gọi là vùng trời hữu sắc rực rỡ lung linh thì có 11 hành tinh là nơi vui chơi dưới ánh sáng điện từ rực rỡ và lung linh gọi là 11 nước trời hữu sắc. Còn vùng thứ hai gọi là vùng trời hữu sắc rực rỡ nhưng thanh tịnh. Thì có 6 hành tinh là nơi vui chơi dưới ánh sáng điện từ rực rỡ nhưng thanh tịnh, gọi là nước trời cực lạc. Mỗi một hành tinh ở nước trời cực lạc này sẽ do vị chúa trời quản lý. Vị chúa trời này sẽ thỉnh một vị kim thân Phật ở Phật giới vào, vào dạy đạo giải thoát cho các chung ấm thân đang du lịch ở đây học. Còn cõi trời vô sắc Cõi trời vô sắc này hiện nay đã hiện ra 12 màu sắc rực rỡ lung linh. Có 11 hành tinh là nơi vui chơi dưới ánh sáng điện, lúc ẩn lúc hiện, gọi là nước trời vô sắc. Cái thứ ba là tổ chức thần ở trái đất là do nhị vị thần chủ và thần mẫu quản lý. Có lập ra 10 bang điều hành trái đất cũng như giúp thân người về sức mạnh. Bốn là tổ chức thánh ở trái đất do nhị vị thánh chủ và thánh mẫu quản lý có lập ra năm bang điều hành trái đất cũng như giúp thân người sống có tư cách năm à, là tổ chức tiên ở trái đất do nhị vị tiên chủ và tiên mẫu quản lý có lập ra năm bang điều hành trái đất cũng như giúp thân người sống có trí tuệ sáng suốt câu hỏi này rất hay xin mời chị đặt câu hỏi tiếp theo vâng tôi xin hỏi câu thứ sáu Nhiệm vụ của các vị Phật ở Phật giới làm việc gì ạ? À? Xin giải đáp câu hỏi số 6 của chị Nguyễn Thị Trường Giang. Nhiệm vụ của các vị Phật ở Phật giới là làm các việc như sau. Cái thứ nhất là dạy cho các kim thân Phật siêu nhỏ trước khi vào trái đất, vào gia đình, sinh làm con của cha mẹ, tìm hạt công đức. Cái thứ hai là thực hiện giới tính nam nữ cho các kim thân Phật siêu nhỏ vào trái đất, vào gia đình, sinh làm con của cha mẹ tìm hạt công đức. Cái thứ ba là đưa các kim thân Phật siêu nhỏ nam nữ vào trái đất, vào gia đình sinh làm con của cha mẹ, tìm hạt công đức. Bốn là rước các kim thân Phật siêu nhỏ nam nữ ở trái đất đã tìm hạt công đức mang trở về Phật giới ăn để thành một kim thân Phật lớn. Cái thứ năm là phân công các kim thân Phật làm việc ở các vùng trời Phật giới hay vào các hành tinh nước trời cực lạc dạy đạo Phật hoặc vào các trái đất giúp các kim thân Phật siêu nhỏ, mượn thân và tánh người tìm hạt công đức mang trở về Phật giới. Xin mời chị hỏi tiếp ạ. À. Tôi xin hỏi câu thứ 7. Nhiệm vụ của các vị trời làm việc gì? Xin giải thích giúp tôi. Tôi xin cảm ơn. Tôi là Thiền Giang Tuấn, thành viên ban giải đáp của Chùa Thiền Tông Tân Diệu. Xin giải đáp câu hỏi số 7 của chị Trường Giang. Các vị trời có nhiệm vụ là tiếp đón các chung ấm thân của loài người lên các nước trời du lịch. Đặc biệt, ở tam giới thì có 6 nước trời cực lạc là nơi dạy công thức giải thoát. Chung ấm thân nào muốn học thì ghi danh vào được học miễn phí. Khi học công thức giải thoát xong thì được một vị Phật dạy và kiểm thiền. Nếu chung ấm thân nào mà ngộ đạo thì được cấp giấy chứng nhận là ngộ thiền khi khi chung ấm thân này hết hợp đồng du lịch thì được ở lại nước trời cực lạc này miễn phí đợi đến khi nào trái đất mình đã ở pháp môn giải thoát của vị Phật được công bố ra thì chung ấm thân này được phép trở lại làm người do vị Bồ Tát dẫn xuống trái đất trình diện với ban phụ tá thần chủ và thần mẫu à, xin ưu tiên cho nhập thai mẹ vào gia đình nào thích tu giác ngộ và giải thoát để khi lớn lên có điều kiện tìm đến nơi học công thức, tìm hạt công đức mang trở về Phật giới ăn, thành kim thân Phật lớn. Xin mời chị hỏi tiếp. Tôi xin hỏi câu thứ 8. Nhiệm vụ của các vị thần làm việc gì ạ? À? Xin giải đáp câu hỏi số 8 của chị Nguyễn Thị Trường Giang. Nhiệm vụ của các vị thần có đến 10 công việc, trong đó có nhiệm vụ đối với con người như sau. Là quản lý thân và tánh người. Và trợ giúp thân và tánh người sống kiên cường, không khiếp nhược, không quỳ lại ai ở trái đất này. Tiếp theo, người nào tìm được hạt công đức thì tổ chức hành lễ tiễn trở về Phật giới. À, tiếp nữa là người nào tạo nhân quả ở đâu thì thực thi nhân quả đến đó. Xin cho tôi hỏi thêm là vị thần quản lý của mỗi người làm việc chi? Mỗi con người có một vị thần quản lý riêng đúng không? Đúng rồi. Mỗi người có một vị thần quản lý riêng suốt thời gian ở trái đất này. Xin mời chị hỏi tiếp. Tôi xin cảm ơn. Tôi xin hỏi câu thứ 9. Nhiệm vụ của các vị thánh làm việc gì ạ? À? Xin giải đáp câu hỏi số 9 của chị Nguyễn Thị Trường Giang. Các vị thánh có lập ra năm bang. Trong đó có cái bang gọi là bang trợ giúp thân và tánh con người. Thứ nhất là để sống đúng tư cách của một con người. Thứ hai là để con người sống với nhau bằng nhân nghĩa, lễ, trí tính. Thứ ba là để con người không bị nhân quả, chờ ngày một vị Phật công bố pháp môn giải thoát ra, tìm đến học công thức, tìm hạt công đức, mang trở về Phật giới ăn, thành kim thân Phật lớn. Xin mời chị hỏi tiếp. Vâng, tôi xin hỏi câu thứ 10. Còn nhiệm vụ của các vị tiên làm việc gì? Tôi xin cảm ơn. Tôi là Thiền Gia Anh Tuấn, thành viên ban giải đáp của Chùa Thiền Tông Tân Diệu xin giải đáp câu hỏi số 10 của chị Nguyễn Thị Trường Giang. Các vị tiên cũng có lập ra năm ban, trong đó có cái ban trợ giúp thân và tánh con người. Thứ nhất là giúp con người sống nhàn hạ. Thứ hai là giúp con người sống bằng trí tuệ thực sáng suốt. Thứ ba là giúp con người sống nhưng không tu bất cứ đạo nào, vì tu là phải đi theo nghiệp tu, không giải thoát được. Để chờ ngày một vị Phật cho công bố pháp môn giải thoát ra, tìm đến học công thức, tìm hạt công đức, mang trở về Phật giới ăn, thành một kim thân Phật lớn. Xin mời chị hỏi tiếp. Câu hỏi thứ 11 của tôi là, loài cô hồn có nhiệm vụ gì ạ? À? Xin giải đáp câu hỏi số 11 của chị Nguyễn Thị Trường Giang. Loài cô hồn thì có các nhiệm vụ như sau. Cái thứ nhất là lập ra các nơi linh thiêng để giúp con người nào thích linh thiêng đến lại và cầu sinh. Cái thứ hai là nhập sát người nào thích làm thánh để họ xưng thánh. Cái thứ ba là nhập sát người nói chuyện tương lai, gọi là nhà tiên tri. Cái thứ tư là nhập sát người lúc còn nhỏ nói chuyện của người lớn, gọi là thần đồng, vân vân Xin mời chị hỏi tiếp. Tôi xin hỏi câu thứ 12, vì sao khi Thái tử Tức Đạt Đa tuyên bố thành đạo thì chư vị thần thánh tiên đều đồng tình ủng hộ, chỉ riêng chú chủ và chú mẫu thì ban đầu lại không đồng ý ạ? À. Tôi xin cảm ơn. Xin giải đáp câu hỏi số 12 của chị Nguyễn Thị Trường Giang. Câu hỏi này của chị hỏi sai ý. Tiền thân của Thái tử Tất Đạt Đa là Thái tử Bồ Tát Thường Hộ Minh, xin lập ra đạo Phật ở trái đất Nam Dương phù đời này thì tất cả Phật trời thần thánh tiên và chúa đều ủng hộ nên các vị thần thánh tiên chủ và thần thánh tiên mẫu mới lập ra ban đặc biệt trợ giúp thái tử Bồ Tát Thường Hộ Minh nhập vào trái đất, nhập vào thai mẹ là hoàng hậu Kiều Đàm Gia. Khi mẹ sinh ra có danh là thái tử Tất Đạt Đa thì ban thần thánh tiên đặc biệt này cũng giúp thái tử Tất Đạt Đa thành lập đạo cũng như suốt thời gian Thái tử dạy đạo. Khi Thái tử Tất Đạt Đa tu có danh là Thích Ca Mâu Ni, trước khi trở về Phật giới thì giao sáu pháp môn tu của Đạo Phật cho Ban Thần Hộ Pháp và Ban Thần Kim Cang gìn giữ. Thì các Ban Thần Hộ Pháp này gìn giữ năm pháp môn tu còn trong sinh tử luân hồi. Còn Ban Thần Kim Cang thì gìn giữ pháp môn giải thoát Sở dĩ nhị vị chúa chủ và chúa mẫu không trợ giúp thái tử tất đặt đa được là có nguyên do như sau. Nhị vị chúa chủ và chúa mẫu quản lý trái đất ban đêm, cũng như quản lý thân và tánh người về phần âm, tức là phần tối. Nhị vị chúa chủ và chúa mẫu quản lý không sể với các vị cô hồn, nên không thể trợ giúp cho thái tử tất đặt đa được nữa. Hiện nay, đạo Phật có nhiều nơi bày ra cúng cho cô hồn ăn. Do đó, Do các vị cô hồn chiếm lấy các vật cúng này Chớ đạo Phật có pháp môn nào cúng đâu Xin mời chị hỏi tiếp Tôi xin hỏi câu thứ 13 Phật Hoàng Trần Nhân Tông từng dạy Ở đời vui đạo hãy tùy duyên Đói đến thì ăn, mệt ngủ liền Trong nhà có bấu thôi tìm kiếm Đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền Cớ sao đạo Phật hiện nay là phải tu phải ngồi thiền ạ. À. Tôi là Thiền anh Tuấn, thành viên ban giải đáp của chùa Thiền Tông Tân Diệu xin giải đáp câu hỏi số 13 của chị Nguyễn Thị Trường Giang. Phật hoàng Trần Nhân Tông ngộ đạo, pháp môn giải thoát này cách đây trên 700 năm. Vị nào muốn dạy pháp môn giải thoát này thì phải dạy bằng khoa học vật lý. Mà ở thời kỳ của uh, thời Phật hoàng Trần Nhân Tông không thể dạy pháp môn giải thoát này được. Vì sao không thể dạy được? Vì dạy pháp môn giải thoát này thì phải chứng minh bằng khoa học vật lý Mà thời Phật Hoàng Trần Nhân Tông thì lại không có điện là gì Không ai biết điện là gì Và cũng không ai biết làn sóng điện là gì Và cũng không ai biết hạt điện từ âm là gì Và cũng không ai biết hạt điện từ dương là gì Nên Phật Hoàng Trần Nhân Tông không thể dạy pháp môn khoa học vật lý này được Hơn nữa Đức Phật có dạy như sau khi nào con người đứng từ trái đất phía đông Nói cho con người đứng ở trái đất phía tây nghe Và thấy mặt nhau Thì pháp môn khoa học vật lý này mới cho phổ biến ra được Thời hiện đại Bây giờ chúng ta đứng ở Việt Nam Mà nói cho người nước Pháp nghe được Và nhìn thấy mặt nhau và pháp môn giải thoát này đã được nhà nước và hội đạo Phật cho công bố ra. Tuy nhiên, cũng chỉ có một phần ngàn người tin và hành theo thôi còn bao nhiêu người còn lại thì chửi người phổ biến là bị bệnh tâm thần khi nào con người viết ra chữ mà không cần giấy mà vẫn chuyển chữ đi khắp nơi trong trái đất này thì pháp môn khoa học vật lý này mới được phổ biến ra tuy vậy cũng chỉ có một phần ngàn người tin theo và hành theo thôi còn bao nhiêu thì chửi người phổ biến là bị bệnh hoang tưởng Xin mời chị đặt câu hỏi tiếp theo Tôi xin hỏi câu thứ 14 Ban quản trị có thể giải thích giúp tôi ý nghĩa hình ảnh Con rồng ngậm cành sen từ núi Linh Thú đến Tam Tổ Đến thiền sư đi Đức Thảo tại chùa Thiền Tông Tân Diệu Qua hình ảnh này Đức Phật muốn gợi gắm điều gì ạ? À? Xin ban giải đáp giải thích giúp tôi Tôi xin cảm ơn Tôi là Thiền Gia Anh Tuấn, thành viên ban giải đáp của Chùa Thiền Tông Tân Diệu, xin giải đáp câu hỏi số 14 của chị Nguyễn Thị Trường Giang. Con rồng ngậm cành sen từ núi Linh Thú đến Tam Tổ Trúc Lâm Yên Tử, đến Thiền Sư Ni Đức Thảo tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu. Qua hình ảnh này, Đức Phật muốn nói về dòng chảy của mạch nguồn Thiền Tông như sau. Sen 1 nở tại Linh Sơn, sen 2 nở tại Yên Sơn Nước Rồng, sen 3 nở Chùa Thiền Tông ở tại Đất Rồng của tỉnh Long An. Xin mời chị hỏi tiếp ạ. À. Tôi xin hỏi câu thứ 15. Xin cho tôi hỏi, các hạt chân như nằm ở đâu và ai cai quản ạ? À? Công thức phân bổ hạt chân như cho người có công đức, phước đức, ác đức, siêu ác đức như thế nào ạ? À? Tôi xin cảm ơn. Tôi là Thiền giả An Tuấn, thành viên ban giải đáp của Chùa Thiền Tông Tân Diệu. Xin giải đáp câu số 15 của chị Nguyễn Thị Trường Giang các hạt chân như thì nằm ở các núi trong không gian địa giới. À, do các ban bệ trời tứ thiên dương phụ trách địa giới quản lý các kho chánh. Còn các kho phụ, ban bệ trời tứ thiên vương đặt ở 6 hành tinh địa giới. Mỗi kho có ban thần giữ kho và quản lý. Còn công thức phân bổ hạt chân như cho người có công đức, phước đức, ác đức, siêu ác đức như sau. Tôi có ví dụ như thế này, Nhờ chị Trường Giang suy nghĩ xem ông a hay bà B mà tìm được một hạt hay nhiều hạt công đức thì vị thần quản lý con người này báo cho ban thần quản lý kho hạt công đức biết để ban thần quản lý kho hạt công đức chuyển vào như Lê tàng của người này một hạt hay nhiều hạt công đức cái ví dụ thứ hai ông a hay là bà B mà tìm được một hạt hay nhiều hạt nghiệp phước đức dương thì vị thần quản lý thân con người này báo cho ban thần quản lý kho hạt nghiệp phước đức dương để ban thần quản lý kho hạt chuyển vào tàn thất của người này một hạt hay là nhiều hạt nghiệp phước đức dương à, ví dụ tiếp theo á là nếu ông a hay bà b mà tìm được một hạt hay nhiều hạt nghiệp phước đức âm thì vị thần quản lý thân con người này báo cho ban thần quản lý kho hạt nghiệp Phước Đức Âm biết để ban thần quản lý kho hạt chuyển vào tàn thức của người này một hạt hoặc là nhiều hạt nghiệp Phước Đức Âm. Ví dụ 4, ông A hay bà B mà tìm được một hạt hay nhiều hạt nghiệp ác đức thì vị thần quản lý thân con người này báo cho ban thần quản lý kho hạt nghiệp nghiệp ác đức biết để ban thần quản lý kho hạt nghiệp chuyển vào tàn thức của người này một hạt hay là nhiều hạt nghiệp ác đức. Ví dụ năm ông A hay bà B mà tìm được một hạt hay nhiều hạt nghiệp siêu ác đức, thì vị thần quản lý thân con người này báo cho ban thần quản lý kho hạt nghiệp siêu ác đức biết, để ban thần quản lý kho hạt chuyển vào tầng thức của người này một hạt hay nhiều hạt nghiệp siêu ác đức. Xin mời chị hỏi tiếp. Vâng, tôi xin cảm ơn. Tôi xin hỏi câu thứ 16 cũng là câu hỏi cuối cùng của tôi. Đạo Phật của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lập ra là đạo giác ngộ và giải thoát. Hành đúng lời Đức Phật dạy chắc chắn được giải thoát. Xin ban giải đáp nêu rõ giúp tôi là tôi cần hành đúng như thế nào để được giải thoát ạ. À? Tôi xin chân thành cảm ơn ban giải đáp rất nhiều ạ. À. Xin giải đáp câu số 16 của chị Nguyễn Thị Trường Giang hành đúng lời đức phật dạy chắc chắn sẽ được giải thoát thì mình chỉ cần thực hiện mấy phần như sau thứ nhất là lo tìm hạt công đức thứ hai là không tìm các hạt khác thứ ba là đừng có tu nếu tu là bị nhân quả nếu tu thì không thể tìm hạt công đức được thứ tư là khi mang thân người thì phải lo làm ăn để nuôi thân thứ năm là khi mang thân người có gia đình phải lo cho gia đình và cái thứ sáu là khi mang thân người có tổ quốc phải lo cho tổ quốc. Xin cảm ơn chị Nguyễn Thị Trường Giang đã hỏi những câu hỏi thật ý nghĩa. Hy vọng những câu hỏi và những lời giải đáp của ban giải đáp sẽ cung cấp thêm những hiểu biết thiết thực cho mọi người đang muốn tìm hiểu sự thật ở trái đất cũng như ở trong tam giới này. Một lần nữa, ban giải đáp xin cảm ơn thật nhiều ạ. Vâng, tôi xin cảm ơn tôi xin chúc ban giải đáp có thật nhiều sức khỏe để phổ biến pháp môn đạo Phật khoa học vật lý thiền tông Việt Nam cho nhiều người cùng biết xin trân trọng cảm ơn ban giải đáp rất nhiều sen một nở tại Linh Sơn sen hai nở ở Yên Sơn nước rồng Sen Ba nở chùa Thiền Tông Ở tại đất rồng của tỉnh Long An Kính thưa Ban Quản trị Chùa Thiền Tông Tân Diệu, tôi tên là Nguyễn Đức Giang, cư ngụ ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Tôi có 9 câu hỏi xin Ban Quản trị Chùa Thiền Tông Tân Diệu giải đáp giúp cho tôi ạ. À. Tôi xin hỏi câu thứ nhất, trên trái đất này có tất cả bao nhiêu đạo và do ai lập ra? Tôi là Thiền gia Thị Dung, thành viên Ban Giải đáp Chùa Thiền Tông Tân Diệu. Xin trả lời câu hỏi thứ nhất của Nguyễn Đức Giang cư ngụ quận Gò Dấp, thành phố Hồ Chí Minh như sau. Ở trên trái đất này cơ bản có 3 loại đạo. Đạo thứ nhất là đạo thần thánh tiên, còn gọi là đạo dương. Đạo dương này là do vị Chúa Trời Tứ Thiên Dương phụ trách địa giới, chỉ định nhị vị thánh chủ và thánh mẫu để lập ra. Đạo thứ hai là đạo hiển linh tình thương bác ái, còn gọi là đạo âm. Đạo âm này cũng là do vị Chúa Trời Tứ Thiên Dương phụ trách địa giới, chỉ định nhị vị Chúa Chủ và Chúa Mẫu để lập ra. Đạo thứ ba là đạo giải thoát. Đạo này là do vị toàn năng toàn giác, xin phép vị Chúa Trời Tứ Thiên Dương phụ trách địa giới để lập ra. Xin mời Đức Giang hỏi tiếp theo ạ. À. Vâng, tôi xin chân thành cảm ơn. Tôi xin hỏi câu số 2. Mục đích lập ra đạo để làm gì? Tôi là thiền gia Thị Dung, thành viên ban giải đáp Chùa Thiền Tông Tân Diệu. Xin trả lời câu hỏi của Nguyễn Đức Giang như sau. Mục đích lập ra đạo là để dẫn người tu. Họ muốn đến nơi nào mà người tu họ thích đến. Như ông bà nào muốn sau khi chết được lên thiên đàng thì phải tu theo đạo trời. Còn ông bà nào muốn sau khi chết làm thánh thì tu theo đạo thánh. Hoặc ông bà nào muốn sau khi chết làm thần thì tu theo đạo thần. Hay ông bà nào muốn sau khi chết làm tiên thì tu theo đạo tiên. Hoặc ông bà nào muốn sau khi chết thành Phật thì tu theo đạo Phật. Xin mời đức Giang hỏi câu tiếp theo ạ. À. Vâng. Tôi xin hỏi câu số 3 Vì sao những người cùng trong một đạo mà lại đánh nhau ạ? À? Tôi là thiền gia Thị Dung Xin trả lời câu hỏi của Nguyễn Đức Giang như sau Những người cùng trong một đạo mà lại đánh nhau Đây là những thầy tu không chân chính Mục đích họ tu là để làm gì? Mục đích họ tu là để kiếm tiền Vì tranh giành tiền nên họ mới đánh nhau như vậy đó Xin mời Đức Giang hỏi tiếp ạ à. Xin cảm ơn Tôi xin hỏi câu số 4. Vì sao có người muốn học đạo giải thoát mà người khác lại thích học đạo linh thiêng ạ? À? Xin trả lời câu hỏi của Nguyễn Đức Giang như sau. Trong mỗi con người ai ai cũng có cái tánh tưởng hết. Vì vậy, người nào tưởng giải thoát thì sẽ tu theo đạo giải thoát. Còn người nào tưởng linh thiêng thì họ sẽ tu theo đạo linh thiêng. Xin mời Đức Giang hỏi tiếp ạ. À. Vâng, tôi xin cảm ơn. Tôi xin hỏi câu thứ 5 một tôn giáo đúng thì bao gồm phải có những gì ạ? Tôi là Thiền Gia Thị Dung, xin trả lời câu hỏi của Nguyễn Đức Giang như sau. Một tôn giáo đúng thì phải có đầy đủ 14 phần như sau. Thứ nhất là phải có quyển giáo lý của tôn giáo, phải có quyển giáo kinh, phải có quyển giáo lễ, phải có quyển giáo luật và phải có quyển giáo điều của tôn giáo. Ngoài ra, tôn giáo đó phải có tôn chỉ cương lĩnh nội quy cũng như là đạo phục phải có giấy hay bằng chứng nhận của tôn giáo đó phải cho người thắc mắc hỏi về tôn giáo của mình tu khi mà tôn giáo tu thành gì phải nêu bản thật rõ ràng công thức tu tôn giáo như thế nào phải cho mọi người biết khi mà tôn giáo tu thành rồi làm việc chi cũng phải treo bản thật rõ ràng nếu một tôn giáo mà có đầy đủ 14 phần cơ bản nói trên thì đó là một tôn giáo đúng. Đức Giang có câu hỏi gì xin mời hỏi tiếp ạ. À. Vâng, tôi xin cảm ơn, tôi xin hỏi câu số 6 là đạo Phật có phải là một tôn giáo không ạ? Xin trả lời câu hỏi của Đức Giang như sau, đạo Phật không phải là một tôn giáo mà chỉ là đạo dạy về nhân quả một cách khoa học vật lý mà thôi. Xin mời Đức Giang hỏi tiếp theo ạ. À. Vâng, xin cảm ơn. Tôi xin hỏi câu thứ bảy ạ. Thế giới mà không có tôn giáo thì có được không ạ? Tôi là Thiền Gia Thị Dung, xin trả lời câu hỏi của Nguyễn Đức Giang. Thế giới này bắt buộc phải có tôn giáo để làm gì? Để thỏa mãn tính tưởng của con người. Nếu trái đất mà không có tôn giáo, thì người nào phát ra cái tưởng nhiều quá, nếu không có tôn giáo để họ tu, thì người này chắc chắn sẽ bị điên mất. Xin mời Đức Giang hỏi tiếp theo ạ. À. Vâng, xin cảm ơn. Tôi xin được hỏi câu thứ 8. Vì sao Đức Phật sinh ra ở Ấn Độ mà pháp môn giải thoát lại được phổ biến ở nước rồng ạ? À? Tôi là thiền gia Thị Dung, xin trả lời câu hỏi của Nguyễn Đức Giang. Vì nước rồng là nơi thích hợp nhất cho việc phổ biến pháp môn giải thoát của vị Phật dạy. Phổ biến tại nước rồng thì mới thành công. Còn nếu phổ biến tại các nước khác thì sẽ không thích hợp. Mời Đức Giang hỏi tiếp ạ. À. Xin cảm ơn, tôi xin được hỏi câu thứ 9. Phật có trước hay pháp có trước ạ? À? Tôi là thiền gia Thị Dung, xin trả lời câu hỏi của Nguyễn Đức Giang như sau. Phần này ta phải hiểu như sau. Nếu Phật nói ra pháp để dạy cho người tu thì Phật có trước pháp còn vị Phật lấy từ những hạt pháp ở địa giới để dạy cho người tu là pháp có trước Phật. Ban giải đáp xin cảm ơn Nguyễn Đức Giang đã đặt những câu hỏi rất hay. Ban giải đáp chùa Thiện Tông Tân Diệu hy vọng rằng những câu hỏi của Nguyễn Đức Giang và những ai được nghe những lời giải đáp ngày hôm nay thì sự hiểu biết sẽ được ngày càng tăng trưởng. Xin cảm ơn. sen một nở tại linh sơn sen hai nở ở yên sơn nước rồng sen ba nở chùa thiền tông ở tại đất rồng của tỉnh long an Chào ban giải đáp về pháp môn Thiền Tông của Chùa Thiền Tông Tân Diệu Tôi tên là Tô Kiều Loan, cư ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh Hôm nay tôi xin đọc giúp các câu hỏi của anh Bùi Đình Biên ở Hà Nội Và sau đây là câu hỏi đầu tiên của anh Bùi Đình Biên Thưa ban giải đáp, cho tôi hỏi Đạo Phật của Phật Tích Ca có phải là đạo vô ngã không ạ? À? Tôi là thiền gia Mỹ Bình, là thành viên ban giải đáp Chùa Thiền Tông Tân Diệu. Xin trả lời câu hỏi 1 của anh Bùi Đình Biên ở Hà Nội. Đạo Phật của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không phải là đạo vô ngã, mà là đạo phân tích cái ngã tánh của con người là không có thật. Tánh này là do duyên hợp của điện tử âm dương và tứ đại, nên mới phát ra 16 thứ tánh con người và 84.000 cái vọng tưởng, tạo thành cái ngã chấp hay kiến chấp của con người. Vì con người không hiểu nguyên lý này nên mới tu để diệt trừ các cái ngã chấp để thành cái gì đó ở trái đất hay tam giới này. Đây là sự thiếu hiểu biết của con người. Vì con người không biết được cái sự thật nên gọi là vô minh. Đức Phật lập ra đạo Phật để dạy cho con người hết vô minh, để con người sáng suốt và khôn ngoan. Đây chính là cốt tủy của đạo Phật. Xin mời hỏi tiếp. Xin cảm ơn câu trả lời của ban giải đáp. Và câu hỏi thứ hai. Thưa ban giải đáp, các đạo lập ra trên trái đất này có giống đạo Phật không? Tôi là Thiền gia Mỹ Bình, là thành viên ban giải đáp Thiền tông chùa Thiền tông Tân Diệu, xin trả lời câu hỏi 2 của anh Bùi Đình Biên. Các đạo lập ra trên trái đất này thì không giống đạo Phật vì đạo phật là đạo giác ngộ và giải thoát giác ngộ cũng có nghĩa là hiểu biết hiểu biết những gì hiểu biết trong khắp càn khôn vũ trụ có mấy loài sống trong đó và nhiệm vụ của mỗi loài hiểu biết khắp trong phật giới các vị phật thì ở đâu và làm việc gì hiểu biết khắp trong hệ mặt trời có mấy loài sống trong đó và trong đó có gì Hiểu biết khắp trong địa giới có bao nhiêu hành tinh tứ đại và có những gì? Hiểu biết toàn diện khắp trong tam giới, các vị trời làm việc gì? Hiểu biết toàn diện trong địa giới thì các vị thần có nhiệm vụ gì và làm việc chi? Hiểu biết toàn diện trong địa giới, các vị thánh làm việc gì? Hiểu biết toàn diện trong địa giới thì các vị tiên làm việc gì? hiểu biết toàn diện trong địa giới các vị ngạ quỷ làm việc gì? Hiểu biết toàn diện trong địa giới tại sao có các vị cô hồn và làm việc chi? Hiểu biết toàn diện ở trái đất tại sao người ta phải tu? Tu để được những gì? Vân vân. Trên đây là 11 phần giác ngộ của người tu theo đạo Phật. Giải thoát là dãy ruộng để đi ra ngoài sức cuốn hút của vật chất ở trái đất. Ra ngoài sự cuốn hút của điện từ âm dương cũng ở trái đất. Để trở về Phật giới cũng gọi là giải thoát. Còn các đạo khác thì không dạy giác ngộ giải thoát nên không thể giống đạo Phật được. Xin mời câu hỏi tiếp theo. Xin cảm ơn câu trả lời của ban giải đáp. Và tiếp theo là câu hỏi thứ ba. Khi được truyền thiền, thầy có dặn phải bỏ Tham, tượng, ác, danh, lợi, chấp ngã. Nếu như không bỏ được những thứ này, hoặc vẫn còn dính một thứ, thì có về quê xưa được không ạ? À? Tôi là Thiền gia Mỹ Bình, là thành viên Ban giải đáp Chùa Thiền Tâm Tân Diệu. Xin trả lời câu hỏi thứ ba của anh Bùi Đình Biên. Chúng ta phải hiểu cơ bản như sau. Khi đã mang thân và tánh của con người rồi, thì ai ai cũng có 16 thứ tánh con người thì phải sử dụng 16 thứ tánh của con người. Nếu sử dụng thật đúng luật nhân quả thì không sao. Còn nếu sử dụng tánh người hơn luật nhân quả thì bị ác nghiệp, không thể trở về quê xưa được. Xin mời câu hỏi tiếp theo. Dạ, xin chân thành cảm ơn ạ. Câu hỏi thứ tư, xin ban giải đáp trả lời giúp. Có phải dùng tánh người lương thiện, bỏ tánh người ác thì mới đúng pháp không? xin trả lời câu hỏi thứ tư của anh. Phần này tùy theo từng hoàn cảnh, không bỏ tánh nào hết. Sử dụng đủ 16 thứ tánh của con người nhưng phải thật đúng với luật nhân quả. Xin mời. Xin chân thành cảm ơn ạ. Câu hỏi thứ năm. Xin cho hỏi, tại sao có nhiều người tu thiền tông lại không dám làm phước mà chỉ lo tạo công đức? Chẳng nhẽ đang sống tại nơi ta bà này Thấy người khác hoạn nạn, mình không giúp đỡ, phải chờ đến lúc về quê xưa xong mới giúp hay sao ạ? À? Tôi là Thiền gia Mỹ Bình, thành viên Ban giải đáp Thiền Tông Chùa Thiền Tông Tân Diệu. Xin trả lời câu hỏi 5 của anh Bùi Đình Biên. Phải hiểu rằng, người tu theo pháp môn Thiền Tông thì có 3 loại hạt đức phải tìm. Thứ nhất là tìm hạt công đức để mang trở về Phật giới ăn, thành kim thân Phật lớn thứ hai là tìm hạt nghiệp phước đức dương để khi vào tam giới có phước đức dương sử dụng và thứ ba là tìm hạt nghiệp phước đức âm để khi vào trái đất có phước đức âm mà mua thức ăn xin mời xin cảm ơn câu trả lời của ban giải đáp và tiếp theo là câu hỏi thứ sáu của anh Bùi Đình Biên câu hỏi như sau thưa ban giải đáp nếu người không có nhiệm vụ nhưng lại thích giảng pháp môn Thiền tông thì người này có bị nhân quả gì không ạ? À? Và nếu bị thì sau khi mất sẽ đi về đâu? Tôi là Thiền gia Mỹ Bình, thành viên ban giải đáp chùa Thiền Tông Tân Diệu, xin trả lời câu hỏi thứ 6. Người không có nhiệm vụ mà thích giảng pháp môn Thiền tông thì chắc chắn sẽ bị nhân quả. Bị nhân quả là phải vào hầm lửa lớn. Xin mời câu hỏi tiếp theo. Xin cảm ơn câu trả lời của ban giải đáp. Tôi xin hỏi tiếp câu hỏi thứ bảy của anh Bùi Đình Biên. Xin hỏi, tại sao thiền tông lại không được tập trung đông người? Nếu không tập trung đông người, thì làm sao chia sẻ hay chỉ bảo để mà học ạ? À? Tôi là thiền gia Mỹ Bình, thành viên ban giải đáp chùa thiền tông Tân Diệu. Xin trả lời câu hỏi thứ bảy. Vì thiền tông không dạy con người phải tu, nên không cần tập trung đông người. Muốn chia sẻ hay chỉ bảo nhau thì chỉ cần đưa sách cho người nào thích xem hoặc là chia sẻ trên mạng. Nhưng phải lưu ý là không khuyến khích người khác hành theo pháp môn Thiền tông, người nào thích tìm hiểu thì mình mới giúp. Xin mời. Xin cảm ơn câu trả lời của ban giải đáp. Và tiếp theo là câu hỏi thứ 8, anh Bùi Định Biên có hỏi như sau. Xin cho hỏi, dùng tánh người để chia sẻ về Thiền tông, vậy có đúng không? Xin trả lời câu hỏi thứ 8 của anh. Câu hỏi này sai. Tánh người là gì mà dùng tánh người để đi chia sẻ thiền tông cho người khác. Xin mời. Câu hỏi thứ 9. Xin cho hỏi, nếu muốn thành Phật mà phải trở về vô ngã, vậy chỉ cần thuộc đường về Phật giới, tạo công đức và phải ham muốn mãnh liệt, vậy có đi đến vô ngã được không? Tôi là Thiền gia Mỹ Bình là thành viên ban giải đáp Thiền tông chùa Thiền tông Tân Diệu, xin trả lời câu hỏi 9 của anh Bùi Đình Biên. Câu hỏi này cũng sai. Anh phải hiểu rằng chân ngã là tánh Phật. Nếu muốn trở về Phật giới thì phải có công đức thật trong sáng, phải thuộc đường trở về Phật giới thì mới thành Phật được. Xin mời hỏi tiếp. Tiếp theo là câu hỏi thứ 10. Nhờ ban giải đáp cho biết, người tu Thiền tông làm sao có thể biết được Bản thiện của mỗi con người đang ở tại nơi đâu? Xin trả lời câu hỏi 10 của anh Bùi Đình Biên. Người ừ. hỏi câu này chưa hiểu chút gì về Thiền tông. Nên tìm học cho thâm 16 thứ tánh của con người thì sẽ biết được gì là thiện, gì là ác. Khi biết được thiện và ác rồi thì tự nhiên sẽ biết được bản thiện của con người đang ở đâu. Xin mời hỏi tiếp. Xin chân thành cảm ơn câu trả lời của ban giải đáp. Và câu hỏi thứ 11 của anh Bùi Đình Biên như sau. Người tu theo thiền tông, thực hành theo nhân, lễ, nghĩa, trí, tính thì đã đủ tiêu chuẩn để về nhà xưa chưa? Tôi là thiền gia Mỹ Bình, là thành viên ban giải đáp Chùa Thiền Tông Tân Diệu. Xin trả lời câu hỏi 11 của anh Bùi Đình Biên. Trước khi đặt câu hỏi, anh nên tìm hiểu thật kỹ pháp môn thiền tông rồi mới đặt câu hỏi chưa tìm hiểu rõ pháp môn Thiền tông thì không nên đặt câu hỏi. Nếu không hiểu rõ về Thiền tông mà hỏi về Thiền tông thì không khi nào đúng được. Anh cố gắng tìm hiểu kỹ về Thiền tông để có câu hỏi hay, nhiều người nghe họ hiểu thì anh có công đức. Xin mời hỏi tiếp. Xin cảm ơn ban giải đáp. Và tiếp theo là câu hỏi thứ 12. Người tu Thiền tông muốn trở về vô ngã có phải là luôn nghĩ và làm vì người khác đúng không? Xin trả lời câu hỏi 12 của anh Bùi Đình Biên. Chưa hiểu Thiền tông thì làm sao tôi trả lời cho anh hiểu được về vô ngã? Xin tìm hiểu thêm về Thiền tông cho thật kỹ thì anh mới đặt được câu hỏi đúng. Xin mời hỏi tiếp. Cảm ơn câu trả lời của ban giải đáp. Và tiếp theo là câu hỏi thứ 13 của anh Bùi Đình Biên. Xin cho hỏi, người tu Thiền tông mà giúp được nhiều người nhận ra tánh Phật của chính mình là đã tạo được vô lượng công đức cho hành trình trở về quê xưa rồi phải không? Tôi là Thiền Gia Mỹ Bình, là thành viên Ban Giả Đáp, Thiền Tông, Chùa Thiền Tông Tân Diệu. Xin trả lời câu hỏi thứ 13 của anh Bùi Đình Biên. Anh giúp được 10.000 người hiểu được pháp môn Thiền Tông thì anh có được công đức vô lượng. Còn muốn trở về quê xưa, tức là trở về Phật giới, thì phải có 3 điều như sau. Thứ nhất là phải thật sự muốn trở về Phật giới. Thứ hai là phải có công đức trong sáng. Thứ ba là phải thuộc đường trở về Phật giới. Xin mời hỏi tiếp. Xin cảm ơn câu trả lời của ban giải đáp. Tôi xin đọc tiếp câu hỏi thứ 14. Xin cho hỏi, nếu giúp được nhiều người nhận ra tánh Phật, nhưng người này lại chưa hành được đến chỗ vô ngã thì liệu người này có về được quê xưa không? Xin trả lời câu hỏi thứ 14 của anh Bùi Đình Biên. Câu hỏi này chứng tỏ anh chưa hiểu về Thiền tông. Thì chúng tôi không thể trả lời cho anh hiểu được. Nên tìm hiểu cho thật kỹ về Thiền tông rồi hãy hỏi. Thì ban giải đáp chúng tôi sẽ trả lời cho anh. Xin mời hỏi tiếp. Xin cảm ơn câu trả lời của ban giải đáp. Và tiếp theo là câu hỏi thứ 15 của anh Bùi Đình Biên anh có hỏi như sau: Xin ban giải đáp cho biết, làm thế nào để có thể phân biệt được cách thực hành để trở thành Phật và cách thực hành để trở thành ma? Xin trả lời câu hỏi thứ 15 của anh Bùi Đình Biên. Câu hỏi này cũng chưa hiểu về Thiền tông thì chúng tôi không thể trả lời cho anh hiểu được. Anh nên xem lại các quyển sách viết về Thiền tông Mời câu hỏi tiếp theo. Tôi xin đọc tiếp câu hỏi thứ 16. Người tu mà không ngồi thiền, không tụng kinh, không niệm Phật, không phóng sinh, không tụng giới mỗi tuần thì liệu có đúng với chánh pháp hay không? Tôi là Thiền gia Mỹ Bình, là thành viên ban giải đáp Thiền tông chùa Thiền tông Tân Diệu. Xin trả lời câu hỏi thứ 16 của anh Bùi Đình Biên. Nếu anh hỏi về Thiền tông thì chúng tôi trả lời được, còn hỏi ngoài Thiền tông thì chúng tôi xin không trả lời. Xin mời câu hỏi tiếp theo. Xin cảm ơn câu trả lời của ban giải đáp. Và câu hỏi thứ 17 mà anh Bùi Đình Biên có đặt như sau. Xin cho hỏi, người tu Thiền tông là quay vào để nhớ tánh Phật của mình và thực hành với tánh Phật đó. Còn nếu tìm hình bóng bên ngoài thì đâu phải là đang chuyển pháp của Phật phải không? Xin trả lời câu hỏi thứ 17 của anh Bùi Đình Biên. Tu Thiền tông nhớ tánh Phật của mình là đúng học hỏi để biết lời Phật dạy là đúng. Còn phần chuyển pháp, ý hỏi này là sai, không trả lời được. Mời câu hỏi tiếp theo ạ. Xin cảm ơn. Câu hỏi thứ 18. Tại sao bạn đồng tu ngồi cạnh mình lại thấy khó chịu, thậm chí lại phát ốm hay đau đầu không chịu được? Có phải mình sống với cái chấp ngã không? Xin trả lời câu hỏi 18 của anh Bùi Đình Biên. Người bạn đồng tu này bị âm lực nhiều quá nên không ngồi gần người tu thiền tông được, chứ không phải là chấp ngã. Xin mời câu hỏi tiếp theo. Và câu hỏi thứ 19 của anh Bùi Đình Biên, anh có hỏi: Nếu đã nhận ra tánh Phật, thấy, nghe, nói, biết mà không thực hành theo từng sát na một, như một ông Phật thì liệu có về quê xưa được không? Tôi là Thiền gia Mỹ Bình, là thành viên ban giải đáp Thiền tông chùa Thiền tông Tân Diệu. Xin trả lời câu hỏi thứ 19 của anh Bùi Đình Biên. Thiền tông đâu có tu mà thực hành theo từng sát na. Hỏi câu này là chưa tìm hiểu kỹ về Thiền tông. Xin mời câu hỏi kế tiếp. Tôi xin cảm ơn câu trả lời của ban giải đáp. Và tiếp theo là câu hỏi thứ 20. Anh Bùi Đình Biên có hỏi như sau. Xin cho biết có phải luôn dùng cái biết để điều chế cảm xúc lên xuống thì mới tránh được các thế lực 3 chấm phải không? Xin trả lời câu hỏi thứ 20 của anh Bùi Đình Biên. Thiền tông đâu có tu mà điều chế cảm xúc lên xuống. Hỏi như vậy là chưa hiểu rõ về thiền tông. Xin mời hỏi tiếp. Xin cảm ơn câu trả lời của ban giải đáp. Và tiếp theo là câu hỏi thứ 21 của anh Bùi Đình Biên. Anh có hỏi như sau: Tại sao Phật nói chúng sanh mê muội, cứ ra lại vào, chỉ vì chẳng thấy tánh? Xin ban giải đáp, giải thích cho tôi hiểu. Tôi là Thiền gia Mỹ Bình, là thành viên ban giải đáp Thiền tông chùa Thiền tông Tân Diệu. Xin trả lời câu hỏi thứ 21 của anh Bùi Đình Biên. Đức Phật nói, con người 10 phần mê muội cả 10 là do con người không biết được các cái sự thật sau đây thứ nhất là không biết phật trời thần thánh tiên quỷ là ai ở đâu làm việc gì ăn thức ăn gì và thân các vị cấu tạo bằng gì thứ hai là không biết các đạo tu để thành được gì và thành rồi thì làm việc chi thứ ba là không biết đạo phật ai cho phép lập ra tu để thành gì Thanh rồi thì làm việc gì và công thức tu ra sao? Thứ tư là không biết đạo thánh ai chỉ định lập ra, tu để được gì? Thứ năm là không biết đạo cúng ai lập ra, tu để được gì? vân vân. Mười phần trên đây Như Lai hỏi mười người nhưng không có ai biết nên Đức Phật Như Lai mới nói là mười người không ai biết gọi là mê muội. Xin mời câu hỏi kế tiếp. Xin cảm ơn ban giải đáp. Tôi xin đọc tiếp câu hỏi thứ 22. Xin cho tôi hỏi, tại sao lại nói không có ai dám tu theo kinh Kim Cang ạ? À? Tôi là Thiền gia Mỹ Bình, là thành viên ban giải đáp Thiền tông chùa Thiền tông Tân Diệu. Xin trả lời câu hỏi thứ 22 của anh Bùi Đình Biên. Không ai dám tu theo kinh Kim Cang, chỉ vì kinh này dạy rằng gặp Phật, giết Phật, gặp ma, giết ma. Do vậy nên không ai dám tu theo kinh Kim Cang. Xin mời hỏi. Tôi cảm ơn câu trả lời của ban giải đáp. Và tiếp theo là câu hỏi thứ 23. Anh Bùi Đình Biên có hỏi như sau. Xin cho hỏi, Thiền tông là không tu, chỉ đọc sách và nghe đài hiểu rồi hành đi đến vô ngã và tạo công đức là về phải không nhưng khi tôi thực hành thì gặp phải vô số chướng ngại nếu không có thiện tri thức bên cạnh chỉ từng ly từng tí thì làm sao mà biết chướng ngại vật để mà tránh khi đó không thể đi đến vô ngã được hoặc người đi không biết thế nào là vô ngã vậy có phải người này bị thất bại không Xin trả lời câu hỏi thứ 23 của anh Bùi Đình Biên. Thiền tông không tu là đúng. Hành vô ngã là sai. Thiền tông không tu mà cần thiện tri thức chỉ cái gì? Khi người đã hiểu thiền tông rồi thì đói ăn, mệt ngủ. Có bản thân thì lo cho bản thân, có gia đình thì lo cho gia đình, có tổ quốc thì lo cho tổ quốc. Anh nên tìm hiểu sách Thiền tông, đọc cho thật kỹ lại thì sẽ rõ thôi. Xin mời hỏi tiếp. Xin cảm ơn. Và tiếp theo là câu hỏi thứ 24. Anh Bùi Định Biên có hỏi như sau: Một tay đồ tể buông đau, có làm công đức, có học pháp trần, nhưng chưa bỏ chấp tưởng tham, thậm chí vô ngã cũng không biết, thì khi mất có về Phật giới được không? Xin trả lời câu hỏi thứ 24 của anh Bùi Đình Biên. Trong kinh Phật nói, một tay đồ tể buông đao thành Phật. Trong kinh, Đức Phật khuyến khích như vậy thôi, chứ một tay đồ tể khi buông đao thì phải học công thức Thiền tông mà Đức Phật dạy thì mới thành Phật được. Ban giải đáp chùa Thiền Tông Tân Diệu xin cảm ơn những câu hỏi của anh Bùi Đình Biên ở Hà Nội. Hy vọng sau phần giải đáp này, anh Biên sẽ có thêm những hiểu biết mới. Trân trọng xen một nở tại linh sơn xen hai nở ở yên sơn nước rồng xen ba nở chùa thiền tông ở tại đất rồng của tỉnh long an